đây là giò các bạn, 150k một ký các bạn, còn móng là 120, da là 50k một lạng, 500k một ký các bạn. Rồi hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hiện tại là mình đang ở địa chỉ là 189 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6 các bạn. Và đến đây là video chia sẻ các bạn xem về bánh mì heo quay bánh mì của chị Mai. Da này là 50k một lạng nha các bạn. Bên đây là ba gội nạc, ba gội rút sườn là 320, rồi sườn đùi xá xíu là 300, giò 150, móng 120, bánh mì 15k một ổ các bạn. Thêm kêu thêm tính tiền thêm. Sạp heo quay mở cửa từ lúc 6 giờ rưỡi, 6 giờ 45 sáng, bán tới 6 giờ chiều các bạn. Bán xuyên suốt luôn, mỗi năm chỉ nghỉ có một ngày mùng 1 Tết thôi. Rưỡi chú ơi, lấy gì chị gái ơi? Cái này bao nhiêu một ký hả chị? Bánh loại 320 một ký, còn đồ 300, đường non có thiếu 300. Cái này bỏ bao nhiêu? Giòn 150 một bánh này 15.000. Cái này là 150 thôi chị. Dạ đúng rồi. 150 còn 120. Da heo 500, 250 nè. Mọi người ơi đi chạy xe tắt tắt vô giùm nha mọi người. Chạy xe lớn đi qua không được chạy xe. Gái xe không ạ? Đúng rồi của em. Nhất cái đất gì đẹp cái này. Nhất đất xe vô chị chạy lên lề luôn. Chị xe cặp con. Gái đặt heo nguyên con luôn. Mấy ngày cận Tết này bà con đặt heo nguyên con rồi nhiều lắm các bạn. Này lấy nửa miếng. Anh chị đi chung hả? Rồi em cút nè. Cái này cho con 100.000, chặt không con? Chặt nhỏ. Che miếng này luôn. phải lấy nước nem này 70. 100.000 dạ, thoải 60, 130, 150, 280, 100 con chị ơi, chặt giùm em. Chị Tâm gấp chị Tâm nó sắp té ngã. Rồi 280 đơn này. 280 hết rồi 2. Rồi nhận đủ tiền cho chị Tâm. Rồi đủ rồi. Rồi chị lấy hai ổn. Dạ. Hai ổn mì chị Tâm rồi. Lấy chị. Hai cái gì tối. 30 sau lưng khỏi thói luôn. Lấy 6 ổn rồi chị. Dạ em nghe 30 đói không? Chị nói không? Em nguyên con bị trời có bán được ai đâu. 300.000 ký là 10 ký là 30. Anh người đẹp có 100 hay nói gì đó hổ à. Đó hổ 90. Đó hổ 90. Đây đó, bà con đi mua bánh mì, mua heo quay sáng sớm đông lắm các bạn. Đây là mỗi buổi sáng tấp nập. À, khách nữa nè. À, có gì cô ơi? Ngã ngang xỉu luôn. Ôi thôi hên nha, hộp nó bay lên ngay mình luôn các bạn. Lấy gì em lấy gì nói luôn cô, đầy đủ không cô? Đầy đủ có ớt luôn. Chị gái, bánh mì bánh tay trái chị ơi. Heo quay cũng bánh tay trái luôn. Đây ổ mì mấy ổ mì chú, mấy ổ 15.000 chú có nói không chú ơi? Thôi 5.000 chị Tâm ơi. Cho anh 3 lạng heo quay làm 2 sợi chặt ra. Chặt nhỏ ta luôn nha. Cái mỡ mở xuống. 15. Bánh mì rất là giòn các bạn. Lò bánh mì là kế bên là vừa ra lò làm ăn qua liền. Hôm qua hôm kia em còn nợ ngõ bánh mì. Bữa chú kia mua đó rồi em nói để em trả tiền mà em quên, chút em trả luôn. Bây giờ trả 2 ổ. Trả 3 ổ. Chút em mua 2 ổ mà. Không mua vé số nữa. Vé số người ta nói kêu toàn lừa người nghèo không à. Chứ người giàu người ta khôn người ta không mua đâu. Dạ, có bao giờ mua vé số đâu à. Người giàu đâu có người mua đâu, chứ người nghèo mới mua thôi. Tại vì nó lừa. Vậy là mình nghèo càng mua. Đúng rồi, tại vì mình ham mà. Còn người giàu tư duy người ta khác, người ta kêu là khó lắm. Đâu, người giàu trúng là nguyên lốc không mà, chứ đâu có trúng một tờ. Giàu là không mua để tẻ, sáng là nói là cho nguyên lốc. Muối chặt không anh? Chặt không? 50 heo quay chặt luôn. Lúc trước cậu em cậu Tư á, sáng nào cũng cái số là giao viên blog vậy đó mà. Hồi xưa là chỉ 2.000. Đúng rồi, 2.000 cả. Mấy người chơi giấy số là người ta đặt theo số luôn em, ngày nào có số đó là lấy luôn á. Có bao nhiêu lấy hết bấy nhiêu á. Ôi, quá đẹp. Năm chục có gì mà 150. À đúng rồi, 50 triệu là đắt á. Mà 50 triệu xưa quý lắm. Ngày xưa giống như bây giờ 10 tỷ đó. Không, chị ơi. Không, 10 tỷ đó, 50 ngày xưa mua được cả hết đất. Một hết đất ở quê. Bây giờ một hết đất ở quê cũng phải tiền mất giá dữ vậy luôn. Đúng rồi, mất giá lắm. 15 không chị? Dạ 15 đúng rồi. Chính xác, 400, 500 là năm 92, 93, 94 á. Rồi em tính xem cái thời đấy đất nó rẻ thế nào. 50 triệu thì mua bao nhiêu tiền đất? Mua bao nhiêu hết? Bây giờ đất mang ra rô 2.000 mét. Mình cứ tính giá theo cái nhà này, cái nhà tăng bao nhiêu á. Đây là cái giò 150k các bạn. Còn móng ở đây là 120k. Ai chê đâu thì em nói không? Anh có thấy ai chê gì đó đâu? Muốn gì vậy? Thớt thì chặt heo thì nó phải vậy rồi, heo quay là đúng rồi. Rồi chị Tâm ăn lô đem quay hả? Đầu năm mới vậy đó, thì nó chậm lại à? Nó tốt vậy, đầu năm mới nó thay đổi nhiều cái. Tiền cũng ít đi. Đóng mày không như là lấy mục tiêu hả? Cuối năm thì được nhiều, đầu năm thì được ít. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi bye bye các bạn.